Xin chào quý vị và các bạn, ngay từ đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi thi đấu kéo co của các thầy cô giáo trường trung học phổ thông BD Tiên chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Giữa hai bên là một bên là tổ toán tin đang phía trước mặt màn hình chúng ta, và bên đối diện là tổ văn phòng. Tổ văn phòng bao gồm cả ba thầy trong ban giám hiệu. Tổ văn phòng hiện nay mỗi tổ là có tất cả là 5 người. Đây là tổ toán tin là có 5 người, trong đó thì thầy giáo hay cô giáo đều được hết. Hiện nay thầy Hoàng Văn Mão đang là trọng tài của trận thi đấu này. Đây, trọng tài Hoàng Văn Mão. Tổ văn phòng hiện nay trước mặt chúng ta đây là anh Quỳnh, đây là thầy hiệu trưởng. Tổ văn phòng có cả bác đệ bảo vệ, hiện nay là hơn 60 tuổi rồi nhưng mà vẫn rất nhiệt tình lắm đây. Đây là hai cô văn phòng. Nào, thầy Hoàng Văn Mão, giáo viên bộ môn quốc phòng là trọng tài đang chuẩn bị cho hai tổ bắt đầu. Đây là anh Quỳnh hiện nay đã ngoài 50 rồi, tuy nhiên thì sức khỏe vẫn tốt. Tổ văn phòng này có rất nhiều người già, có bác đệ ngoài 60, anh Quỳnh ngoài 50. Bắt đầu trận đấu, bắt đầu. Đoàn tin rất khỏe, tổ đoàn tin này rất khỏe ạ. Chưa được, tổ đoàn tin rất khỏe. Rất nhiều thầy cô giáo đang cổ vũ, đây các thầy cô giáo đang cổ vũ. Hiện nay tổ văn phòng đang đòi lại vị thế của mình. Tổ toán tin lúc đầu đang chiếm lợi thế, tuy nhiên hiện nay tổ văn phòng đã chiếm lợi thế rồi. Đang cân bằng rồi. Tổ văn phòng. Thôi kệ, cứ ông già, làm lại chơi lại. Như vậy là hiệp 1 cả hai bên đều mong lỗi, cho nên trọng tài Hoàng Văn Mão đang cho hai đội thi đấu lại. Mỗi đội thi đấu 2 set và mỗi bên có 5 người. Trước mặt chúng ta đây là anh Quỳnh, hiện nay anh Quỳnh đã gần 60. Đây là hiệu trưởng, thầy hiệu phó. Các thầy đi giày đen này rất là máu đấy. Đấy, chúng ta đang nhìn này. Đây, thầy hiệu phó Trần Đình Công. Đây, các thầy cô giáo bên ngoài cổ vũ rất là nhiệt tình. Như vậy là set thi đấu thứ nhất thì tổ toán tin đã giành chiến thắng. Chúng ta sẽ vào thi đấu set thứ hai. Như vậy chúng ta đang chuẩn bị theo dõi set thi đấu thứ hai. Một bên là tổ văn phòng trước màn hình chúng ta, trong có thầy anh Quỳnh, thầy Trần Đình Công hiệu phó, thầy Bùi Đức Thiện hiệu trưởng và cô văn phòng, hai cô văn phòng. Thầy Mão đang cho hai đội thi đấu set thứ hai. Bên này là thầy Nguyễn Đức Thiện, phó hiệu trưởng chủ tịch công đoàn. Mỗi đội tối đa là 3 nam, có 5 người, 3 nam thôi. Hai đội vào xét hai, xét một thì tổ toàn tin đang chiến thắng rồi. Như vậy là sau hai xét, tổ văn phòng đã bị thua cả hai. Tổ toán tin đã chiến thắng, tổ toán tin rất khỏe. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp trận đấu.